Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Hồn Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì trở lại với chỗ bán cây kiểng của Thúy Hằng ở Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cô chú anh chị ha. Mình giao lưu hôm nay cũng khá là nhiều loại giống nha quý cô chú anh chị. À, đây là cái mặt bông của cúc đọt đỏ nha quý cô chú ha. À, bông khá đẹp nha quý cô chú anh chị. Cái lá lọc ga màu đỏ rất là bắt mắt luôn nha quý cô chú ha. Cây này chơi chuẩn Tết luôn nha quý cô chú anh chị. À, nút nụ kim rất là nhiều luôn. Cây này ghép già mùa lắm rồi nha quý cô chú ha. Tai chi đó là cỡ bằng ngón tay út của em ăn lên đó quý cô chú. À, mình sưu tầm giống cắt bo cây này thì cỡ khoảng 200 bo ha cô chú ha. Dạ hôm nay thì mình có cúc đọt đỏ, mai dảo tự sắn, cúc thò hương, đại lộc, dảo bạch kim. À, từ lưa giống luôn cô chú anh chị ha. À, kính mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho Thúy Hằng ạ. Dạ rồi bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình vào xem clip giới thiệu mai hôm nay của Thúy Hằng luôn nha. Dạ chị xin chào Thúy Hằng ơi. Dạ em xin mến chào cô chú anh chị đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ha. Thì hôm nay em tiếp tục quay video clip, lên clip giao lưu với cô chú anh chị mình một số giống mai ha. Có mai quắn, rồi quần quyết long, cúc đọt đỏ, rồi ngọc cẩm thạch, cũng đủ loại giống luôn ha cô chú anh chị. Dạ. Cũng mong cô chú anh chị mình xem hết clip ủng hộ em, liên hệ giúp em qua số điện thoại 0939099607, đó cũng là số Zalo của em luôn. Em vô cây mã số đầu clip hôm nay là cây mã số K1 ha cô chú anh chị. Dạ. K1 là cây mã cây hoàng quyết long ha. Rồi mã số K1 nha cô chú anh chị. Đầu clip là một cây cúc không nhị hoàng quyết long. Cây này thì mình nhớ cũng già bo nha cô chú ha. Đế có đế luôn à. Dao hoành của cây là 18. Dạ. Chiều cao 48, tán ngang 44. Cây này thì già mùa ha cô chú anh chị. Cái này em mới đôn tàn lại ha. Em ghép được 2-4-5 bo. Dạ, bo ghép là cử điếu thuốc ăn lên nó tốt nha mấy cô chú anh chị. Rồi Tết nay lấy ra thêm 2 cơ đọt nữa là chơi Tết em nha cô chú anh chị ha. Dạ, giao lưu giá bao nhiêu đây em ha? Dạ, cây mã số K1, cây hoàng quyết long này em báo giá là 600 ngàn. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Dạ, rồi 600 ngàn. Chị đổi nha. K2. Rồi, mã số K2 giao với cô chú anh chị. Dạ, K2 là cây mã số cây cúc VIP ha cô chú anh chị. Dạ. Cây này em ghép được 4 bo, em ghép già mùa lắm ha cô chú anh chị. Bo ghép là nó bằng tay út em ăn lên ha. Sát bự ha cô chú anh chị, để ngoài nắng, nắng quá nó bị lũa, nó bị táp da ha. Nhưng nó bị tựa lửa hết trơn. Em bán giá rẻ cho cô chú anh chị mình về chơi ha, rồi mình lấy bo luôn. Rồi, chị xin ông số. Sát rất là lớn ha. Hoành 28. Chiều cao 83, tán ngang 65. Rồi cây mã số K2. Cây cúc VIP này em báo giá là 450 ngàn. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Nội dạ, cái kiện này em đóng tiền ship hết 100 ngàn rồi đó ha cô chú anh chị. Dạ rồi. Chị đổi ha. Dạ. Rồi mã số K3. Là một cây cúc hoa hồng ha cô chú anh chị. Hoa hồng thanh tú ha. Dạ, cúc hoa hồng thanh tú. Ồ dạ, dạ em xin lỗi, cúc hoàng đế ạ. Em ghép được 5 bo ha cô chú anh chị. Dạ. Cái này chọc ghép cũng dài lắm rồi cô chú anh chị ha. Cúc hoàng đế. À. Dạ, chị xin thông số luôn nha. Hoành là 19 ha cô chú anh chị. Chiều cao là 57. Tán ngang của cây là 63. Dạ, cây mã số K3 của hoàng đế này em báo giá là 650 ngàn. Dạ. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Rồi, 650 nha với cô chú anh chị. Mình đổi cây luôn ha. Mã số K4. K4 là hoàng quyết long ha cô chú anh chị. Dạ, lùng liền dễ thương. Cây này ghép được 4 bo, bo ghép là bằng ngón tay chỏ của em luôn rồi đó ha cô chú anh chị ơi. Ghép liền chột luôn ạ. À. Hoành là 19,5 ha cô chú anh chị. Chiều cao 34. Tán ngang 60. Cây mã số K4 hoàng quyết long này em báo giá là 650 ngàn. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Dạ rồi. Rồi mã số K5. K5 là cây cúc hoàng hoa hồng ha cô chú anh chị. Cái này lùng lực đế nở nha cô chú anh chị. Đế nở nè, dáng trực ha cô chú anh chị ơi. Cây này em ghép được 3 6 7 bo ha. Rồi, 8 bo. Ok, nếm mình. 8 bo ha. 2, nó liền hết 4, ha cô chú anh chị. 6 7
cây em mới đôn tàn lại ha. Dạ, rồi. Rồi hoành là 28 ha. Em đo cái củ nở dưới này là 32. Chiều cao 35, tán ngang 50. Rồi cây mã số K5 cây cúc hoa hồng này em báo giá là 800.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Dạ, 800 nha mấy cô chú anh chị. Rồi cúc hoa hồng thanh tú, chị đổi luôn nha. Dạ, mã số K6. K6 là cây mai quắn ha cô chú anh chị. Cây dạ. Này em ghép trên hai mùa ha cô chú anh chị ơi. Dạ, cái nước quắn của nó rủ xuống cũng khá là dài. Cái bo ghép là nó liền hết trơn luôn rồi ha cô chú anh chị. Bo ghép cỡ bằng ô tô của em luôn á mấy cô chú anh chị. Rồi, chị xin ông số luôn nha. Dạ, hoành của cây là 14. Dạ, chiều cao là 80. Tán ngang là 52. Rồi, cây mã số mai quắn nè. Mã số hả? K6. K6 nè, em báo giá là 1 triệu. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nữa hả? Mã số ca quắn phải không? K6 hay K5 ta? K6. Rồi, cho lưu giá bao nhiêu em ha? Dạ, 1 triệu em bao ship cho cô chú anh chị luôn ha. Rồi, cái bo dài dữ lắm cô chú anh chị. Về mình cắt bo xong mình dưỡng cho Tết ngon lành ha. À, chị đổi luôn em ha. Rồi, mã số K7. K7 cũng là cây mai quắn luôn ha cô chú anh chị. Rồi, nó rủ xuống dễ thương lắm với cô chú anh chị ha. Nhìn dáng rất là đẹp ha. Này, cái này cái dáng nó cái lưng nó như cá sấu vậy đó. Về mình vô cái chậu gót cao cao xíu cô chú anh chị. Cái nước quắn nó ngủ xuống ha, nhìn đã lắm luôn nha. Em ghép cũng trên hai mùa ha cô chú anh chị. Hoành 18. Chiều dài con thú nằm là 20. Chiều cao 36. Tán ngang 66. Rồi cây mã số K7, cây mai quắn này em báo giá là 1 triệu em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Lùng lực nha quý cô chú anh chị, 1 triệu chẳng luôn à. Rồi chị đó nha. Dạ. Mã số K8. K8 là cây mai ngọc cẩm thạch ha cô chú anh chị. Dạ. Cây này nó lên xù ha. Xù gia cốc hết ha cô chú anh chị. Dán bonsai để bạn ha. Em ghép được 3, 6, 7, 7 bo ha cô chú anh chị. 7, 8 bo ha. Cái này cô chú anh chị mình vô chậu men tròn á. Để phòng khách. Cái màu lá rất là đẹp ha cô chú anh chị, màu xanh cẩm thạch. Dạ, chị xin đo số luôn em ha. Em đo hoành là tổng thể ở đây, vị trí này là 21 ha cô chú anh chị. Chiều cao là 48. Tán ngang 45. Dạ, cây mã số K8 ngọc cẩm thạch em báo giá 1,2 triệu, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Dạ, 1,200,000. Về mình lấy bo sưu tầm giống mai mới nha cô chú anh chị. Trên lá cũng ngon lành luôn nha. Rồi, chị đổi cây luôn nha. Rồi, mã số tiếp theo. Mã số K9 nha cô chú anh chị. K9 là cây cúc hoa hồng luôn ha. Dạ, cây này mình cũng già bo nha mấy cô chú anh chị. Biết được 4 năm bo ha cô chú anh chị. Đế cũ luôn ha. Vành 17. Củ tròn này là 26. Dạ. Chiều cao 38, tán ngang 45. Rồi cây mã số K9, cây cúc hoa hồng này em báo giá là 700.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Dạ, 700 nha mấy cô chú anh chị, mã số K9. Rồi. Mình nói nha. Mã số K10. K10 là cây cúc hoa hồng thanh tú luôn ha cô chú anh chị. Cây đẹp bonsai lùng lực luôn nha mấy cô chú anh chị, đế đẹp luôn ha. Cây này em ghép được 2, 4 bo ha. 4 bo mà cái liền cái chọt ghép luôn nha mấy cô chú anh chị. Đế là có đế luôn à. Đó, rồi chị xin thông số nha. Hoành là 25 ha cô chú anh chị. Dạ. Hoành em đo sát dưới 25, tổng bộ đế là 60. Chiều cao của cây 64. Tán ngang của cây 76. Dạ, cái mã số K10 cây cúc đợt đỏ.
Cúc hoa hồng này em báo giá là 1.600.000, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Dạ rồi, 1.600.000 nha mấy cô chú anh chị. Cây này về mình lấy bo không? Khá là nhiều ha. Này về mình lấy bo liền được ha cô chú anh chị. Dạ. Rồi mình đổi luôn nha. Rồi mã số K11. K11 cũng là cây cúc hoa hồng Thanh Tú ha cô chú anh chị. Cây này dáng trực đế nở ha. Rồi cây này sát lớn nha mấy cô chú anh chị. Em ghép cũng khá là nhiều bo luôn á. 3, 6, 7, cỡ 8 bò hả cô chú anh chị? 8, 9 bò ha. Rồi chị xin thông số luôn nha. Tổng bộ đế hoành là 32. Củ đặc cái này là 38. Chiều cao của cây 69, tán ngang của cây 67. Rồi cây mã số K11. Rồi cây này rất nhiều bo lắm luôn á mấy cô chú anh chị. 9-10 bo hai cô chú anh chị. Rồi. Dạ K11. Cây cúc hoa hồng này em báo giá là 1.800.000. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn ha. 1.800. Rồi mã số 10. K12. 12 là cây ngọc cẩm thạch ha cô chú anh chị. Dạ, ngọc cây cẩm này thạch. Giống mới chân bông dài. Màu ô lá màu xanh cẩm thạch nhưng mà bông là màu kem ha cô chú anh chị. Cái đọt non ra màu hồng phớt phớt nhìn rất là dễ thương luôn quý cô chú anh chị. Tết ha mình chơi bông chơi lá cái màu hồng nhìn ha. Nó cũng lạ lạ ha chị ha. À, nó phớt phớt. À, cái này cái cốt cái chọt ghép cũng khá là nhiều bo nha. Em ghép chút. Này khoảng 6-7 bo cô chú anh chị. Chân dài ha, chân dài chân bự luôn nha. Ba chân kìa. Ba chân luôn. Nó bị đờ. Dâu hành là 24. Chiều cao của chân là 19, chiều cao của cây 49, tán ngang 55. Rồi cây mã số K12 Ngọc Cẩm Thạch này em báo giá 1.200.000, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Dạ, 1.200.000 nha cô chú anh chị. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Mã số K13 là cây mai quắn ha cô chú anh chị. Dạ, mai quắn cây dáng. Cây này em cái bo ghép của nó em ghép đâu là khoảng 3 năm luôn rồi đó ha cô chú anh chị, rất là lâu rồi ha. Mới đôn dạ, tàn nó này. Liền cái chột luôn rồi nha biết cô chú anh chị. Cái này thì cỡ ngón út em, cái này cỡ ngón cái, ngón trỏ em luôn á biết cô chú. Rồi đế nó đẹp luôn nha. Giờ hoành 27. Dạ. Tổng bộ đế 66. Chiều cao là 64. Tán ngang là 38. Dạ. Dạ rồi cây mã số K13. Cây mai quán này em báo giá là 1.100.000. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Dạ 1.100.000 nha với cô chú anh chị. Rồi mình đổi cây luôn em ha. Rồi mã số K14. Cây này phơm tàn dù nha với cô chú anh chị. Cúc thọ hương. K14 là cây cúc thọ hương ghép mai tàn. Này về cô chú anh chị mình lấy cả 100 bo luôn á cô chú anh chị ơi. Dạ. Về lấy bo liền được ha. Dạ kính sàn luôn nha quý cô chú anh chị. Cái chọc ghép của mình là cỡ điếu thuốc hết trơn rồi nha. Giờ hoành là 14. Dạ đế là có đế luôn à. Chiều cao là 105. Tán ngang của cây là 64. Cây mã số K14. Cây cúc họ hương này em báo giá là 650.000. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn ha. Dạ. Rồi mình đổi cây luôn nha. K15. Rồi K15. 15 cũng là cây cúc họ hương mai tàn luôn ha cô chú anh chị. Dạ. Mấy cây này về mình lấy bo liền được ha. Lấy được rất là nhiều bo luôn á cô chú anh chị. Dạ mà đã ôm nút nụ kim luôn nha với cô chú anh chị. Tết nay mình để phòng khách chơi bông ngon lành nha. Hoành 12.5. Dạ. Dạ chiều cao 105. Tán ngang 64. Mình chơi một cặp với 14 luôn ha cô chú anh chị. Rồi K15 này em báo giá 600.000. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn ha. Dạ 600.000 nha cô chú anh chị ha. Rồi chị đổi luôn em nha. Dạ. Dạ mã số K16 cũng là cây cúc họ hương mai tàn luôn. Dạ. Ôi cây này tàn quá chừng luôn ha. Dạ. Về lấy trên cái 100 bo luôn á cô chú anh chị. Cái mình ốm ốm chứ ghép nhiều bo lắm nha cô chú anh chị. Nó bị suy dinh dưỡng. Rồi. Em đo hoành ở vị trí này dưới này là 13 ha cô chú anh chị. Dạ. Chiều cao là 100. Cao 105 ha cô chú anh chị. Tán ngang là 61. Dạ.
Rồi, cây mã số K16, cây cúc họ Hương này em báo giá là 650.000, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Chào bác. Dạ. Rồi. Anh đổi cây luôn ha. Rồi, mã số K17. Rồi, K17 là cây cúc hoàng hậu ha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, cây này thì tàn đều nha. Cô chú anh chị, mình mua cây cúc hoàng hậu này rồi mình mua thêm cây hoàng đế nữa ha. Rồi, em có quý phi hay tây thi gì không? Có, em có quý phi luôn. Cây này nó ghép liền cốt luôn nha mấy cô chú. Ghép già mùa cô chú anh chị, ghép không mai tàn ha. Chỗ này nó bị lũa nè mà nó kéo găng bít này ha cô chú anh chị. Nó như cây zin luôn à. Hoành 16. Cao 17. Chiều cao 114. Rồi tán ngang 88. Cây mã số K17, cây cúc hoàng hậu này em báo giá là 1.200.000, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn ha. Dạ 1.200.000 nha cô chú anh chị. Rồi chị đổi nha. Dạ. Dạ tiếp theo là cây mã số K18 là cây cúc đọt đỏ ha cô chú anh chị. Cây này em ghép khoảng 4 mùi đó ha cô chú anh chị. 3-4 mùi. Cây này nó vô nụ rất là nhiều luôn, nó đang nở đâu 5-6 mặt bông luôn ha cô chú anh chị. Bông kính luôn ha. Nụ thì dày mo luôn nè. Cây này nó nụ dữ lắm luôn ha. Cây này mình lật lá hết cây là nở rực rỡ luôn á mấy cô chú anh chị. Cây này là chuẩn hàng mình chơi Tết luôn á cô chú anh chị. Về mình lật lá mình chơi Tết đợt này xong rồi Tết mình lật lá lần nữa chơi Tết luôn ha. Dạ, cái cốt ghép khá là to nha mấy cô chú ha, từ ngón út. Cúc đọt đỏ thì cái đọt nó ra là màu đỏ đỏ huyết ha cô chú anh chị. Nhìn rất là đẹp ha. Cây này về cô chú anh chị mình sưu tầm giống cắt bo rất là nhiều mà chơi Tết là chuẩn luôn nha cô chú. Cái bông nhìn rất là tươi luôn ha cô chú anh chị. Bông bự luôn ha. Cái này gần 3 ngón tay của em luôn á mấy cô chú anh chị. Rồi đế nở luôn nha mấy cô chú ha. Này quá chừng đế luôn ha. Rồi chị xin ông số luôn nha. Mua cây này về Tết để trước cửa nhà là chơi đẹp lắm luôn ha cô chú anh chị. Hoành 28. Dạ. Dạ chiều cao là 140. Tán ngang là 95. Rồi cây mã số K18 cúc đọt đỏ này em báo giá là 3.900.000, em bao ship cho cô chú anh chị luôn ha. Cây này cũng là cây cuối clip của em mà cũng mong cô chú anh chị mình xem hết clip ủng hộ em ha. Số điện thoại của em là 0939099607 à. Đó cũng là số Zalo của em luôn. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip sau. Dạ cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip và xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã yêu thương ủng hộ kênh, ủng hộ cho chỗ của Thúy Hằng trong suốt thời gian qua. Chúc quý cô chú anh chị chọn được những cây mai thật lợi ý luôn ha. Rồi em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn nha quý cô chú anh chị.